chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ chơi thử một vài game trên cái hệ máy Switch cho các bạn xem, thì nó xem nó đồ họa như thế nào. Ok, thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Cái đường link mua hàng mình sẽ để phần mô tả, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng và liên hệ Zalo trực tiếp với mình. Thì bữa nay mình đang thử trên một con máy màu xám các bạn. Thì con máy Switch hiện tại giá là máy kèm sạc zin và hẻ 256GB, và máy mình đã hack mod chip rồi, thì giá hiện tại là 6 triệu nha bạn. Mình có màu xám, màu tím, màu vàng và tím, màu xám, màu vàng, đúng rồi, bốn màu. Mình đang thử trên máy màu xám nha. Thì cái mà thứ quan trọng nhất mình luôn nói với bạn đó là cái cục sạc zin. Thì toàn bộ máy Switch đó mình về là máy của hàng Nhật các bạn, mình không bán hàng sang tay hay là máy rác đây. Cục sạc zin nè, cục sạc zin nó rất quan trọng. Chơi một vài game này ha. Ready?
xác nha. Thì so sánh với hai con máy Switch và con máy Vita đó thì cũng đã có một cái video so sánh chi tiết rồi. Bạn có thể xem lại giúp mình và hướng dẫn sử dụng chi tiết mình cũng đã hướng dẫn cho bạn rồi. Đợi nó lót nha. Ok. Hồi đầu đúng không? Switch nó dán cảm của nó vừa tay các bạn, mình cầm mình vừa tay mình chơi, còn chiếc con V1 V2 rất là to, cầm nó bự nó cồng kềnh, chiếc này đúng nghĩa là của cái máy game cầm tay các bạn. This is it, the moment we've been waiting for, the time for talking is behind us now, these two superstars will test one another's abilities. And will like never before, this is about being the best. Side very curious move to go for a pinfall at this point. Yeah, he's not done yet. When his strikes land, you can feel it in the first few. Look at to catch him off guard. And a quick kick out from... trên cái dòng mạng tình đồ bạn biết cái trò từ cái máy mà deadline rồi cooking mama cook star welcome to cooking mama cook star.
ký kênh giúp mình. Máy hiện tại là kèm sạc rẻ và sóng 256GB là 6 triệu nha các bạn. Đặt trực tiếp tại mình nha. Khi các bạn mua qua Shopee Lazada giá nó sẽ cao hơn. Game Switch đồ họa rất là cao. Quê không là tiền là phụ nấy các bạn. Rất đẹp đúng không? Bộ máy mình bán máy 99% rồi. Nên tình trạng máy nó sẽ rất là đẹp các bạn ạ. Tay đi, trò này cũng khá hay nè. Bạn có thắc mắc gì có bình luận bên dưới thì mình sẽ làm video mình hướng dẫn từ từ trên cái con Switch này khám phá cho bạn xem có cái gì hay. Chơi một trò đi các bạn. Ô tô gặp ai đi tự. Game Switch nó rất là nặng ha. Game nó tầm khoảng từ 10 tới 30GB. Thì mình nghĩ là dùng cái 256 là dung lượng mà tối thiểu để các bạn xài. Thì chơi game thì các bạn nhớ là mình bật qua chế độ máy bay nha. Thank you.
không? Lên số rồi, lên số rồi. Hỏi em. Mắt thì em lộn mình dưới giúp mình. Ok, cảm ơn bạn đã xem video này.